Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Thông tin đầu tiên, ngôi dự bị cả trận, Philip Nguyễn vẫn còn cửa khoác áo tuyển Việt Nam Huấn luyện viên Travis Hulebeck đã không sử dụng Philip Nguyễn trong đội hình Cộng hòa Séc ở trận đấu với Scotland dạng sáng ngày 8 tháng 9. Dạng sáng ngày 8 tháng 9 giờ Việt Nam, đội tuyển Cộng hòa Séc ra sân thi đấu gặp Scotland trong khuôn khổ UEFA Nations League. Khai giả Việt Nam hóng đợi cuộc đối đầu này bởi có sự góp mặt của Philip Nguyễn, người tuyên bố tận dụng cơ hội lên tuyển lần này để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Philip Nguyễn phải ngồi dự bị suốt 90 phút và vị trí chân giữ khung thành của Cộng hòa Séc thuộc về Madrid. Theo điều lệ của FIFA, nếu cầu thủ ra sân trong toàn bộ hoặc một phần của trận đấu tại các giải hạng A, vẫn có quyền khoác áo một đội tuyển khác khi lấy quốc tịch đội tuyển quốc gia nước đó. Cần hiểu rằng cơ hội được gọi trở lại tuyển quốc gia Cộng hòa Séc của Philip Nguyễn là rất khó bởi thành phần chủ yếu của đội tuyển Cộng hòa Séc ở trận đấu với Scotland là các thành phần mới hoàn toàn, ngay cả ban huấn luyện cũng là những người tạm quyền. Lý do bởi cách đây ít ngày, các thành viên xịn của đội tuyển Cộng hòa Séc, trong đó có huấn luyện viên trưởng Jaroslav Sinhavi đã phải cách ly do tiếp xúc với một nhân viên dương tính với COVID-19. Philip Nguyễn và dàn cầu thủ mới chỉ có đúng một buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Scotland. Dù vậy, họ vẫn chơi ngang ngửa với đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Steve Clark. Đội chủ nhà mở tỷ số giao công của Jakub Pesek ở phút thứ 12. Tuy nhiên, sau đó là lừa Leiden Dikes, Ryan Christie ghi hai bàn giúp Scotland lội ngược dòng. Tỷ số cuối cùng 2-1 nghiêng về Scotland. Kết quả này đẩy Cộng hòa Séc xuống vị trí thứ hai bảng 2 League B của UEFA Nation League với một chiến thắng, một thua. Lịch trận tiếp theo diễn ra vào tháng 10, khi ấy cơ hội trở lại tuyển quốc gia Cộng hòa Séc của Philip Nguyễn còn bỏ ngỏ. Không loại trừ khả năng, anh trở lấy quốc tịch Việt Nam để có cơ hội khoác áo tuyển quốc gia của huấn luyện viên Park Hauser. Tin tiếp theo, đáp bàn cho Philip Nguyễn và lời cảnh báo cho VFF. Philip Nguyễn chấp nhận rủi ro đến với đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc, nhưng hẳn thứ anh nhận được không như kỳ vọng. Về phần VFF, sự việc này là lời cảnh báo đầy sức nặng. Cách đây ít tháng, VFF hồ hởi thông báo về kế hoạch để tăng cường sức mạnh cho tuyển quốc gia, đấy là nhắm vào lực lượng cầu thủ Việt Kiều đang giải rác trên thế giới. Mục tiêu trọng điểm của VFF là thủ môn hiện chơi tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc Philip Nguyễn. VFF cho biết đang nỗ lực hỗ trợ Philip Nguyễn nhập tịch để anh có thể sớm ngày lên tập trung dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng trong khi bóng đá Việt và chính Philip Nguyễn đang mòn mỏi chờ đợi nhập tịch thành công, một sự cố xảy ra. Đội tuyển chính của Cộng hòa Séc phải cách ly vì Covid-19 và cần triệu tập đội hình khác đá với Scotland. Philip Nguyễn được điểm tên, anh quyết định chọn về với tuyển quốc gia, nơi mình đang sinh sống và đã có quốc tịch. Nếu Philip Nguyễn được ra sân thi đấu, anh không thể về đá cho tuyển Việt Nam được nữa, mà kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam và kế hoạch của VFF sẽ đổ bể. May cho bóng đá Việt Nam và không may cho Philip Nguyễn, anh chỉ ngồi dự bị suốt 90 phút. Thủ môn được sử dụng Manzur, một người bị đánh giá kém hơn cầu thủ Việt kiều không ít. Philip Nguyễn bắt nhiều hơn hẳn và cũng rất hay tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc cho Slovan Liberec. Trong khi đó Manzur chủ yếu ngồi dự bị. Có thể vì lý do chuyên môn hoặc có thể vì lý do bên lề, Philip Nguyễn không được ra sân. Chỉ biết điều đó cho thấy, cơ hội để thủ môn Việt Kiều lên tuyển quốc gia Cộng hòa Xác xịn là rất thấp. Đây có lẽ là đề án Philip Nguyễn không muốn thấy, nhưng nó là thực tế và có lẽ anh nên quay lại với phương án Việt Nam. Về phần VFF, sư cô nói trên là lời cảnh báo đầy sưng nặng. Có lẽ VFF cần nỗ lực hơn nữa chăng để sớm ngày hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Philip Nguyễn. Bởi mới nhất, chính bố của thủ môn này, ông Minh Nguyễn cáo buộc, con trai tôi rất thích tuyển Việt Nam, nhưng quá lâu Philip không chờ được. Philip phải có thẻ cư trú, người ta làm sao cấp cho nó khi ở xét được. Philip Nguyễn hiện bắt cho câu lạc bộ Slover Liberec. Nếu về Việt Nam làm thủ tục, Philip bị cách ly 14 ngày, cộng thêm thời gian đi lại làm giấy tờ, sự nghiệp bên kia coi như hỏng luôn. Điều kiện của VFF cho Philip rất khó thực hiện. Còn tôi yêu Việt Nam, nhưng VFF chưa mang tới hỗ trợ nào trong quá trình làm thủ tục. Philip đợi lâu rồi mà sự nghiệp bóng đá chỉ có mấy năm. Chúng tôi làm việc với nhiều người, nhưng mọi trao đổi chỉ là nói miệng, chưa có giấy tờ gì. Từ Việt Nam hiện đang có thủ môn Đặng Văn Lâm cũng rất hay, nhưng thêm Philip Nguyễn cũng là sự bổ sung rất tuyệt vời. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định, nếu chúng ta có nhiều thủ môn đáng tin thì sẽ tốt hơn, ví dụ trong hoàn cảnh nào đó, chúng ta vắng văn lâm mà có thủ môn dự bị tương đương, rõ ràng khả năng phòng ngự sẽ quá yên tâm. Sau tài năng ở Việt Nam, giờ Văn Lâm đứng đầu rồi. Văn toàn tuấn mạnh chưa thể so sánh với Văn Lâm. Nếu Văn Lâm được 10 điểm, các thủ môn khác cách khá xa chỉ 6-7 điểm thôi. Về niềm tin, họ không được lớn như Văn Lâm. Nếu Văn Lâm không thể bắt các thủ môn khác vào thì chúng ta đều không thể hoàn toàn yên tâm. Còn nếu có Philip Nguyễn, chúng ta hoàn toàn yên tâm cho vị trí thủ môn. Nhân tài không phải lúc nào cũng có, trường hợp Philip Nguyễn đặc thù hơn nhiều nếu chúng ta không sớm triệu tập anh. Biết đâu ngày nào đó tuyển Cộng hòa séc sẽ lại hớt tay trên như vừa rồi. Tin tiếp theo, người hâm mộ Việt Nam đón tin không vui trong ngày Cúp Quốc gia trở lại. Các trận đấu tại tứ kết Cúp Quốc gia sắp tới đây chắc chắn không có khán giả vào sân theo dõi. Bóng đá Việt Nam đang dục dịch trở lại sau hơn một tháng nghỉ dịch lần hai. Các trận đấu tại Cúp Quốc gia mở màn trước khi phần còn lại của V-League thi đấu. Dự kiến ba địa phương với ba sân đấu, Hàng Đẫy Hà Nội, Hà Tĩnh và Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức 4 trận tứ kết. Trong đó Việt theo, Hà Nội cùng thi đấu trên sân nhà ở hai ngày khác nhau. Theo thông tin mới cập nhật, Sở Văn hóa Thể thao Hà Tĩnh chỉ đạo sân Hà Tĩnh không mở cửa đón khán giả. Đối thủ của Hà Tĩnh là câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Tất cả lực lượng làm nhiệm vụ cũng như thành phần cầu thủ ban huấn luyện hai đội sẽ được xét nghiệm Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn. Sở Văn hóa Thể thao Hà Tĩnh gửi công văn lên lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế để phối hợp thực hiện công tác Việc thực hiện quy định y tế trên do VPF yêu cầu tất cả các đơn vị tổ chức của ba sân đấu phải thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt. Ban tổ chức sân Hà Tĩnh cho biết đã sẵn sàng chỉ chờ cái tuyết còi của VPF là trận đấu diễn ra trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh sân Hà Tĩnh, sân Hàng Đẫy và bà Rịa nói không với khán giả. Cái đấy không lâu, bà Rịa Vũng Tàu xin phép cho người hâm mộ vào trực tiếp theo dõi tuy nhiên nhận thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn chủ tịch đinh hồng vinh gửi một công văn khác đến vpf để xác nhận tổ chức không khán giả việc không có khán giả vào sân là thiệt thòi với người hâm mộ muốn đến cổ vũ đội bóng thân yêu cũng như tận hưởng không khí bóng đá thực dù việc thiếu vắng khán giả khiến sự cuồng nhiệt giảm đi nhưng tất cả hiểu rằng cần phải làm quen với trạng thái bình thường mới trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay Chuyển sang tin tiếp theo, sau cú chơi trội, một tấc đến rời của ông giám đốc kỹ thuật VFF là thử thách đớn đau cho thầy Park. Có lẽ là tất cả những người am hiểu bóng đá Việt Nam đều phải rụi mắt ngoài ta về phát biểu của ông Yusuke Adachi rằng sẽ giúp bóng đá Việt Nam trở thành số một châu Á, top 8 thế giới. Đáng ngạc nhiên hơn, phát ngôn ấy được đưa ra từ một người Nhật Bản, dân tộc vốn nổi tiếng về sự khiêm tốn và trên cương vị của tân giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu chỉ là câu nói đùa của người hâm mộ thì có thể cười cho qua, chứ là người nắm trọng trách lớn trong việc hoạch định chiến lược bóng đá Việt Nam thì quả thực là cực kỳ đáng ngại. Tham vọng của tôi là giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Nhật Bản, vượt qua Hàn Quốc, trở thành số 1 châu Á, bởi vì Việt Nam có tiềm năng trở thành số 1 tại châu Á, có thể nằm trong top 8 thế giới. Phát biểu này của ông Radachi có lẽ đã đến lúc bầu Đức phải ngậm ngùi nhường lại cái biệt danh nổ mà người ta từng gán ghép vào tên ông cho ông thầy người Nhật Bản này. Tân giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi cũng nói, nếu chúng ta có Messi, nếu chúng ta có Cristiano Ronaldo, ngay cả tôi làm huấn luyện viên cũng có thể vô địch World Cup. Câu dẫn nhập này, nhà chuyên môn người Nhật dùng để vào đề định hướng cho mình về bóng đá trẻ Việt Nam. Vậy chúng ta cần những cầu thủ giỏi để có được những cầu thủ giỏi. Chúng ta cần những huấn luyện viên tốt, một môi trường bóng đá tốt, một hệ thống tốt. Chưa nói đến việc câu nhập dẫn của Yusuke Adachi hơi buồn cười, dẫu cho Messi, Ronaldo là những siêu sao hàng đầu thế giới hiện tại, nhưng chắc chắn ông quên mất cả CR7 lẫn M10 chưa từng vô địch World Cup. Và vô hình chung với phát ngôn đó của mình, ông cho thấy việc quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa ngôi sao mà bóng đá cho đến hiện tại là môn thể thao đồng đội. Hay ý ông là làng bóng đá Việt Nam cần đầu tư tập trung một vài ngôi sao thật xuất chúng là đủ để vô địch châu Á, đủ để lọt vào top 8 thế giới, sánh vai cùng các siêu cường bóng đá châu Âu, Nam Mỹ. Sau nếu nhìn từ khía cạnh khác, phát biểu của tân giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi là cực kỳ chất lượng và gãi đúng chỗ ngứa của bóng đá Việt Nam. Nền bóng đá luôn đặt thành tích lên trên tất cả và thực tế đang chứng minh hệ thống vận hành nền bóng đá đã không ngần ngại nhắm mắt làm ngơ trước những nguy cơ nhãn tiền của cầu thủ để phục vụ cho cửa cánh với ý nghĩa là mục đích cuối cùng là thành tích. Tháng 6 năm ngoái, Đinh Trọng lên bàn mổ lần 2, bộ phận y tế kỳ vọng trung vệ không thể thay thế của ông Park có thể trở lại thi đấu vào tháng 11 ở SEA Games 30. Đình Trọng được tập hồi phục cấp tốc trong khi chấn thương chưa hồi phục 100%. Kết quả là cầu thủ này không thể tham gia SEA Games. Sau tiếp đó, Đinh Trọng được lên kế hoạch để sử dụng ở vòng chung kết U23 châu Á sau đó 2 tháng thêm một lần gấp rút tập luyện. Kết quả trung vệ đã ba trận ở vòng chung kết U23 châu Á, nhận một thẻ đỏ, lên bàn mổ thêm hai lần với chấn thương ngày càng phức tạp, thời gian dự kiến trở lại ngày càng dài. Không khó để lý giải sự vội vã của ông Park, bởi đằng sau lưng ông thầy người Hàn là áp lực nặng như búa tạ về thành tích. Đình Trọng là một trong những ngôi sao lớn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Khi Đình Trọng được tung vào sân, đoàn quân của thầy Park dễ với chiến thắng hơn. Chiến thắng khiến áp lực thành tích đè nặng lên đôi vai đội tuyển được rũ bỏ. Quang Hải, Duy Mạnh và Văn Đức đều đã hoặc đang chấn thương, nhưng chấn thương ấy chẳng khó quá để nhận ra đến từ sự quá tải. Nếu dịch Covid-19 không khiến bóng đá ngưng trệ, có lẽ một nửa đội hình chính làm nên kỳ tích thường châu của Tây Park hẳn đang nằm trong bệnh viện. Và nguồn của giám đốc Yusuke Adachi rõ ràng là những hứa hẹn hão huyền theo kiểu bán rời không ván tự. Nhìn rõ ràng, nó là áp lực không nhỏ với huấn luyện viên Park. Để rồi danh sách những đình trọng sẽ còn phải nối dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin tân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.